cái thằng lớn mà đặt cơm trưa đi mà tới nó trong tiệm đèn luôn á. Coi trời một canh xin. Hey!
Hết giờ rồi. Biết là ai cho mấy bạn ăn uống cái gì mà tự nhiên lúc 11 rưỡi bắt đầu bắt đầu bông lụa, không biết bị răng luôn á. Thấy cái lụa thấy hay nghi rồi.